Thông tư liên tịch số 1 năm 2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan trong việc tiếp nhận giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố được ban hành vào ngày 29 tháng 12 năm 2017. Theo đó, cơ quan điều tra, viện kiểm sát, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành hoạt động điều tra khi nhận được tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố qua dịch vụ bưu chính điện thoại hoặc qua phương tiện thông tin khác thì ghi vào sổ tiếp nhận. Nếu cá nhân trực tiếp đến tố giác về tội phạm hoặc đại diện cơ quan tổ chức trực tiếp đến báo tin về tội phạm thì lập biên bản tiếp nhận và ghi vào sổ tiếp nhận. Cơ quan tiếp nhận có thể ghi âm hoặc ghi hình quá trình tiếp nhận tin tố giác tội phạm khi thấy cần thiết. Thông tư số 01 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2018. Giá cước điện thoại giảm 20%. Sau khi chấm dứt việc áp dụng mức khuyến mại 50% đối với các thuê bao trả trước từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, thì từ ngày 1 tháng 5 năm 2018, giá cước cuộc gọi di động giữa các nhà mạng sẽ tiếp tục giảm. Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành thông tư số 48 năm 2017 quy định giá cước gọi di động của các nhà mạng. Theo đó, từ ngày 1 tháng 5 năm 2018, giá cước kết nối đối với cuộc gọi thoại giữa hai mạng di động được áp dụng như sau. Trường hợp gọi đến số thuê bao của nhà mạng Viettel, mạng di động gọi đi phải trả cho Viettel 400 đồng một phút. Gọi đến số thuê bao của các nhà mạng Mobifone, Vinaphone, Vietnam Mobile, công ty cổ phần viễn thông di động toàn cầu, mạng di động gọi đi phải trả cho các nhà mạng này 440 đồng một phút. Trước đây, giá cước kết nối được quy định dao động từ 500 đồng đến 550 đồng một phút. Như vậy, mức cước mới sẽ giảm 20% so với mức cước hiện hành. Thông tư này cũng quy định cụ thể về giá cước kết nối đối với cuộc gọi điện thoại từ mạng điện thoại cố định nội hạt vào di động. Theo đó, mạng điện thoại điện cố định nội hạt có cuộc gọi đến mạng di động thì phải trả cho nhà mạng di động 320 đồng một phút. Giá cước nêu trên đã bao gồm phần giá cước kết nối trả cho doanh nghiệp khi phải kết nối gián tiếp qua mạng đường dài trong nước, nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.